phần kết nối SQL. Nếu mà các bạn có gặp vấn đề thì các bạn sẽ vô xem thử là trong cái menu của mình, cái phần SQL Server của mình nó có phần config không. Đó, nếu như mà các bạn tìm xuống cái SQL của mình mà nó không có cái phần config ha, SQL không có phần config, thì mình sẽ làm theo cái trang web hướng dẫn nè. Trang web hướng dẫn thì chúng ta sẽ vào trong cái window nè. Đó. Mình mở cái cửa sổ window lên, Window Explorer, mình vô cái cửa sổ này và các bạn sẽ search cái từ khóa ở chỗ này, đây SQL Server, search. Bạn sẽ đợi cho nó ra được cái SQL Server config của mình nha. Đây, Server config, và các bạn nên click chuột phải chọn pin to start, tại vì lúc nãy thầy mới pin nè. Đây, nó nằm đây luôn nè. À, mình rất là hay xài cho nên là các bạn nên pin nó lên. Pin nó lên và kéo nó lên đây. Đó, kéo nó lên đây đi các bạn. Rồi, ok. Và mình sẽ chạy cái này lên. Như vậy trong này cái phần này nè, SQL Server Network Config của các bạn á, thì ở chỗ này cái TCP IP của các bạn bình thường nó sẽ disable. Các bạn bật nó lên, enable, các bạn chọn Z. Và ở trong này các bạn thấy là cái phần IP của mình nè, nó đang để cái port mặc định là 1433. Đó, các bạn kiểm tra đúng không nha. Port của mình là 1433. À, khi mà máy của các bạn xài nhiều cái ứng dụng mà liên quan đến SQL, ví dụ như là các bạn học đến Java 4 thì nó sẽ dễ bị đụng cổng này lắm. Đó, dễ bị đụng cổng thì mình phải đổi cổng. Còn ở đây cổng mặc định của chúng ta là 1433. Và các bạn chọn enable cái TCP IP lên thì nó sẽ không có bị cái trường hợp là nó báo là cái TCP IP này không có connect được. À, không connect được với lại cái hot là do mình chưa bật cái giao thức này lên. Rồi các bạn sẽ thử lại thử nha. Chúc các bạn thành công.